Xin mến chào quý khán giả đang đến với chương trình luận đàm thời sự của The Saigon Post. Thưa quý vị, cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga đã gây chấn động cho cả thế giới và làm thay đổi cục diện cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thành công này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược thông minh từ phía Ukraine. Năm yếu tố chính được cho là đã góp phần tạo nên bất ngờ lớn này bao gồm tình báo xuất sắc, chiến thuật đánh lừa tinh vi, khả năng bảo mật thông tin tuyệt đối, lựa chọn thời điểm tấn công thích hợp và sự thiếu cảnh giác từ phía Nga. Sự kết hợp độc đáo của những yếu tố này đã tạo ra một cơn bão hoàn hảo cho phép Ukraine thực hiện một cuộc tấn công táo bạo và hiệu quả vào sâu trong lãnh thổ Nga. Chương trình Luận đàm thời sự ngày hôm nay sẽ phân tích chi tiết từng yếu tố, làm sáng tỏ cách Ukraine đã lập kế hoạch và thực hiện thành công chiến dịch này. Chiến dịch xuyên biên giới của Ukraine ở tỉnh Kursk đã gần bước sang tuần thứ tư, song cảm giác sốc vẫn còn tương đối rõ rệt khi lực lượng của Kyiv tràn qua biên giới vào ngày 6 tháng 8. Hầu như tất cả mọi người đều bị bất ngờ. Một số binh sĩ Ukraine cho biết họ không vấp phải sự kháng cự dù tiến vào lãnh thổ đối phương ngay giữa ban ngày. Một nhóm lính Nga thậm chí đang uống cà phê ở trong rừng khi chạm trán họ. Mọi người đều có thể thấy quân đội Ukraine biết cách gây bất ngờ. Chúng tôi biết làm thế nào để đạt được kết quả, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm 9 tháng 8, 3 ngày sau khi Kyiv mở chiến dịch tại Kursk. Tuy mục tiêu của chiến dịch vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi, việc Ukraine khiến Nga hoàn toàn ngạc nhiên vẫn là một thành tựu lớn. Điều này đã chứng minh rằng yếu tố bất ngờ vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong xung đột hiện đại, dù từng vấp phải nhiều hoài nghi. Trong chiến sự tại Ukraine, chiến trường trong suốt là thuật ngữ thường xuyên được sử dụng. Nó ám chỉ rằng trên chiến trường hiện nay, nhất cử nhất động của các binh sĩ và phương tiện đều bị theo dõi chặt chẽ bởi các phương tiện trinh sát, giám sát hiện đại. Trong đó có thiết bị bay không người lái drone, nên các bên không còn có thể giữ được bí mật khi hành động. Mick Ryan, chuyên gia tại chương trình an ninh quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Lowley, có trụ sở tại Australia, cho rằng thuật ngữ chiến trường trong suốt không chính xác, ngay cả với những hệ thống do thám trinh sát hiện đại nhất. Chúng ta có thể thấy được nhiều thứ hơn, song thấy không đồng nghĩa với hiểu. Không có vệ tinh, máy bay do thám hay drone nào có thể nhìn thấu được tính toán của các chỉ huy hay trái tim của những người lính để đánh giá tinh thần của họ. Ông nêu quan điểm. Lấy ví dụ về cuộc xung đột tại Afghanistan, Ryan cho biết, năng lực tình báo, giám sát của Mỹ và đồng minh đã khiến nơi này trở thành một trong những chiến trường được theo dõi sát sao nhất trong lịch sử loài người. Song, Liên quân quốc tế vẫn thường xuyên bị Taliban đẩy vào tình thế không kịp trở tay trong suốt hai thập niên tại đó. Điều tương tự cũng đang xảy ra tại Ukraine. Theo Ryan, bất chấp công nghệ hiện đại đã giúp đẩy nhanh tốc độ ra quyết định và cung cấp thông tin trong lĩnh vực quân sự, tính bất ngờ vẫn là một trong các yếu tố quan trọng trong các cuộc xung đột và cạnh tranh chiến lược. Ông cho hay, trên thực tế, yếu tố này đã đóng vai trò trung tâm trong tất cả mọi cuộc chiến lớn trong quá khứ. Từ trận Trân Châu Cảng hồi Thế chiến thứ hai, chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1967, cho đến cuộc tập kích hiệp đồng của nhóm vũ trang Hamas vào lãnh thổ Israel tháng 10 năm 2023, đều có tính bất ngờ. Dù vậy, tiến bộ của công nghệ khiến yếu tố bất ngờ đang ngày càng trở nên khó thực hiện hơn và việc Ukraine làm được điều đó trong chiến dịch tại tỉnh Kursk vẫn là điều đáng để các nước khác học hỏi, theo chuyên gia Ryan. Và để học hỏi được từ Kyiv, trước hết phải xác định được họ đã làm được việc đó như thế nào. Theo Ryan, có 5 yếu tố chính giúp quân đội Ukraine giữ được tính bất ngờ trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Thứ nhất là đánh lừa đối phương. Chiến thuật nghi binh đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử quân sự và Kyiv rõ ràng đã không quên điều này. Xuyên suốt cuộc chiến với Nga, Ukraine đã nhiều lần tìm cách áp dụng chiến thuật này ở các mức độ khác nhau để bảo vệ quân nhân và kế hoạch tác chiến của mình. Trong vài tháng qua, Kyiv hiển nhiên đã phát triển một kế hoạch nghi binh toàn diện nhằm che giấu ý định tiến hành một cuộc tấn công lớn bao gồm hướng di chuyển và địa điểm chiến dịch sẽ được tiến hành, Ryan cho hay. Để có thể đánh lừa thành công đối phương, Ukraine cũng đã phải thực hiện tốt yếu tố thứ ba, đó là bảo mật tác chiến, offset. Không chỉ ngăn Nga biết về kế hoạch tấn công tỉnh Kursk, Ukraine còn hạn chế chia sẻ thông tin về chiến dịch với các nước ủng hộ chính, trong đó có Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hôm 7 tháng 8 nói, Kyiv không báo trước cho Washington về kế hoạch đưa quân vào tỉnh Kursk.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 21 tháng 8 tiết lộ Ukraine đã chuẩn bị cuộc tấn công một cách rất bí mật và tham vấn Berlin, dù họ cũng là một trong những quốc gia hậu thuẫn mạnh mẽ Kyiv. Binh sĩ Ukraine cũng chỉ được thông báo về kế hoạch và tiếp nhận vũ khí mới vài ngày trước khi chiến dịch bắt đầu. Một số quân nhân cho biết họ còn tưởng lệnh tấn công tỉnh Kursk là trò đùa khi nghe phổ biến về kế hoạch. Thứ hai là thông tin tình báo tốt. Đây là yếu tố cơ bản trong mọi chiến dịch quân sự và là nền tảng để lên kế hoạch cũng như tiến hành tất cả hoạt động. Ukraine thường nhận được thông tin tình báo từ các nước phương Tây vốn sở hữu mạng lưới vệ tinh, cảm biến trinh sát hiện đại. Tuy nhiên, trong chiến dịch tấn công tỉnh Kursk, họ giữ bí mật với cả các đồng minh phương Tây nên phải tự thu thập thông tin tình báo. Lợi thế của Ukraine là nhiều sĩ quan cấp cao của họ từng học chung trường với các chỉ huy Nga nên hiểu rất rõ đối phương. Người Ukraine nắm rõ học thuyết, phương pháp tác chiến và văn hóa quân sự của Nga. Lực lượng tình báo nước này cũng rất hiệu quả trong việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó kết hợp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, Ryan cho hay. Chọn thời điểm cũng là một yếu tố quan trọng giúp quân đội Ukraine giữ được tính bất ngờ trong chiến dịch. Theo chuyên gia Ryan, thời điểm mở cuộc tấn công vào tỉnh Kursk được Kyiv quyết định dựa trên năng lực tập trung lực lượng của nước này, bao gồm bộ binh, công binh, pháo binh, lính phòng không, lính thông tin, hậu cần và tác chiến điện tử. Ukraine cũng đã khiến các đồng minh và Nga nghĩ rằng họ sẽ không tiến hành bất kỳ chiến dịch lớn nào trước năm 2025. Kyiv đã hành động sớm hơn dự đoán rất nhiều và đây là cách hữu hiệu để tạo ra bất ngờ. Chuyên gia của Viện Nghiên cứu Lowley nhận định, yếu tố cuối cùng bắt nguồn từ chính Nga khi họ không nỗ lực hết mức để có thể hiểu rõ Kyiv hoặc đã đánh giá quá thấp đối phương, nắm được thế chủ động chiến lược trong phần lớn năm 2024. Nga đã không nhìn nhận đúng mức khả năng tư duy và thích ứng của Ukraine, cũng như việc đối thủ đang nghiên cứu mình và lên kế hoạch tấn công, theo Ryan. Thượng tướng Alexander Lapin, tư lệnh quân khu Leningrad, người phụ trách bảo vệ biên giới phía Tây nước Nga, trong đó có tỉnh Kursk, hồi đầu năm quyết định giải tán Hội đồng quân sự an ninh địa phương có nhiệm vụ giám sát an ninh khu vực biên giới. Tướng Lapin tự tin khẳng định rằng chỉ cần quân đội là đủ để bảo vệ biên giới, theo một quan chức an ninh Nga am hiểu vấn đề. Tuy nhiên, nhiều blogger quân sự thân Điện Kremlin đã chỉ trích quyết định này, coi sự tự tin thái quá của tướng Lapin là sai lầm, khiến Ukraine dễ dàng tiến vào tỉnh Kursk và kiểm soát lãnh thổ rộng lớn. Chuyên gia Ryan nhận định 5 yếu tố trên có thể giúp làm sáng tỏ hơn về cách thức chiến sự được tiến hành trong thế kỷ 21, rút ra bài học về đặc điểm của xung đột và cách công nghệ mới ảnh hưởng đến các ý tưởng cũ. Chúng cũng cung cấp thông tin quan trọng để các lực lượng quân sự có thể điều chỉnh và nâng cao hiệu quả trong huấn luyện lực lượng. Quan trọng hơn, yếu tố bất ngờ về mặt chiến thuật, chiến lược và tác chiến mà Ukraine đạt được cho thấy các hoạt động quân sự hiện nay kém trong suốt hơn rất nhiều so với những gì một số người nghĩ. Các chiến dịch tấn công bất ngờ và thành công vẫn có thể xảy ra, Ryan nhấn mạnh. Thưa quý vị, hơn 2 năm rưỡi sau khi Điện Kremlin phát động cuộc xâm lược Ukraine, các quan chức Nga dường như ngày càng tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng của họ. Niềm tin này có thể bắt nguồn từ việc cuộc phản công được kỳ vọng cao của Ukraine vào năm ngoái đã không thành công trong việc đẩy lùi Nga khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng ở miền đông Ukraine. Hoặc có thể là do họ kỳ vọng vào cuộc bầu cử sắp tới ở Hoa Kỳ, với khả năng cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử có thể dẫn đến sự thay đổi lớn trong chính sách hỗ trợ Ukraine của Mỹ. Bất kể nguyên nhân là gì, cảm giác về động lực này đã khiến Điện Kremlin từ chối những đề xuất hòa bình gần đây của Ukraine và đặt ra những yêu cầu tối đa như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán nào với Kyiv. Tuy nhiên, chủ nghĩa chiến thắng của Moscow đang che giấu một thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Theo hầu hết các thước đo khách quan, cuộc chiến mà Nga lựa chọn đã chứng minh là vô cùng tốn kém và gây tổn hại cho Điện Kremlin. Trước hết, hãy xem xét những tiến triển trên chiến trường của Nga, hoặc đúng hơn là sự thiếu vắng những tiến triển đó. Trái ngược với tuyên bố chính thức, quân đội Nga không đạt được bất kỳ tiến bộ đáng kể nào ở Ukraine. Kể từ đầu năm nay, theo xác nhận của các quan chức Ukraine, những nỗ lực quân sự tăng cường của Nga chỉ mang lại cho họ chưa đến 1% lãnh thổ Ukraine. Tổng cộng, Nga vẫn chỉ kiểm soát được chưa đến 18% đất nước này. Tuy nhiên, ngay cả những lợi ích không đáng kể đó cũng phải trả giá rất đắt. Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, cuộc chiến ở Ukraine đã cướp đi sinh mạng của gần 83.000 người Nga. Đến cuối năm, ước tính Moscow có thể mất thêm 1/4 triệu người nữa. Nếu điều này xảy ra, tổng số thương vong mà Nga phải gánh chịu kể từ tháng 2 năm 2022 lên tới con số đáng kinh ngạc là 690.000 người.
để so sánh con số này gần gấp 50 lần số quân Liên Xô thiệt mạng trong cuộc chiếm đóng Afghanistan thảm khốc kéo dài một thập niên từ năm 1979 đến năm 1989. Những hậu quả của tổn thất này không thể được đánh giá thấp. Chỉ dựa trên số thương vong mà Nga đã phải gánh chịu cho đến nay, các chuyên gia quân sự Anh ước tính rằng Putin sẽ mất 5 năm để tái thiết quân đội Nga đến mức như hồi tháng 2 năm 2022. Và nếu năm 2024 tốn kém cho Nga như một số người dự đoán, thì rất có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn đáng kể. Nói cách khác, Tổng thống Nga đã đặt cược gần như toàn bộ triển vọng về sự vĩ đại của quân đội và vị thế cường quốc mới của đất nước vào cuộc chinh phục Ukraine. Trong khi đó, cuộc chiến của Nga đã khiến vị thế chiến lược chung của nước này trở nên tồi tệ hơn đáng kể. Các quan chức Điện Kremlin đã tuyên bố rằng cuộc chiến của họ với Ukraine là hậu quả tự nhiên của nhiều năm NATO xâm lấn vào vùng ngoại vi của Nga. Tuy nhiên, sự hung hăng của Moscow không hề ngăn cản được liên minh. Hoàn toàn ngược lại, chỉ vài năm trước, lòng tin vào khối này đã ở mức thấp rõ rệt và thậm chí trên lục địa nơi NATO được thành lập, nhiều người còn coi NATO ngày càng lỗi thời. Giờ đây, tình hình đã hoàn toàn khác. Cuộc chiến ở Ukraine đã thổi luồng sinh khí mới vào sứ mệnh và hoạt động của khối. Kể từ khi giao tranh bắt đầu, NATO đã tăng tốc độ hoạt động, cải thiện khả năng tương tác của liên minh và mở rộng phạm vi hoạt động quân sự của mình. NATO cũng đã chào đón hai thành viên mới vào liên minh khi Thụy Điển và Phần Lan từ bỏ sự trung lập lâu đời của họ để tham gia vào cơ chế phòng thủ tập thể. Điều này đã đưa liên minh đến gần hơn đáng kể với biên giới của Nga về mặt vật lý, hoàn toàn trái ngược với kết quả mà Putin được cho là đã tìm kiếm khi phát động chiến tranh ngay từ đầu. Những thay đổi khác cũng đang diễn ra. Trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, người ta đã trở nên quen thuộc với việc coi châu Âu như một cường quốc hậu quân sự, một khối đã mất cả khả năng và ý chí tự vệ, thay vào đó dựa vào ngoại giao và sự tham gia kinh tế để duy trì ảnh hưởng của mình. Tuy nhiên, trong 2.5 năm qua, xu hướng này đã chứng kiến sự đảo ngược đáng kể. Nhu cầu bảo vệ Ukraine đã thúc đẩy các cuộc thảo luận của châu Âu về việc tăng cường sản xuất quốc phòng và xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng vững mạnh. Các quan chức và người ủng hộ Nga có thể đang cảm thấy an ủi khi nghĩ đến khả năng một chính quyền Cộng hòa mới ở Washington có thể sớm khiến cuộc sống ở Kyiv trở nên khó khăn hơn và việc chinh phục trở nên dễ dàng hơn đối với Kremlin. Điều này có thể xảy ra mặc dù nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump không nhất thiết phải được coi là hồi chuông báo tử cho sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine. Kyiv vẫn có cơ hội thuyết phục chính quyền mới rằng họ có khả năng giành chiến thắng quyết định trên chiến trường trong tương lai gần, miễn là họ điều chỉnh lại thông điệp của mình một cách phù hợp. Tuy nhiên, bất kể kết quả chính trị ở Washington ra sao, thực tế đối với Nga vẫn sẽ không thay đổi. Cuộc phiêu lưu quân sự của Putin đã khiến đất nước phải trả giá đắt cả về mặt chiến lược lẫn con người. Các quan chức ở Moscow có thể cố gắng tô vẽ kết quả này theo hướng tích cực hơn. Nhưng đối với người dân Nga, cuộc chiến ở Ukraine không thể được coi là một chiến thắng, bất kể những người tuyên truyền của Điện Kremlin cố gắng xoay chuyển nó như thế nào. Kết luận lại, mặc dù Nga có thể đang tỏ ra tự tin về chiến thắng, nhưng thực tế cho thấy họ đã thua trong cuộc chiến Ukraine. Tổn thất về nhân lực, sự suy yếu của quân đội, vị thế quốc tế bị ảnh hưởng và sự củng cố của NATO, tất cả đều chỉ ra rằng quyết định xâm lược Ukraine của Putin đã là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng. Trong khi đó, Ukraine dù phải chịu đựng những tổn thất to lớn, vẫn đang nhận được sự ủng hộ đáng kể từ cộng đồng quốc tế và đã chứng minh khả năng chống trả mạnh mẽ trước một đối thủ được cho là mạnh hơn nhiều. Kính thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.